đang chở khách qua bờ phía Đồng Nai và 200 tấn thuộc tuyến phà Cát Lái Đồng Nai đã bị xà lan chở cát tông trúng. Sự việc xảy ra vào chiều tối qua, phần hông của chiếc phà chở khách bị thủng sau va chạm. Khoảng 18 giờ hôm qua, phà chở hơn 100 người đi từ bến Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cập bến phía huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ bị xà lan chở cát tông trúng. Va chạm khiến phà bị thủng khoảng 2 mét ở phần hông. Xà lan chở cát sau đó tiếp tục di chuyển nhưng đã bị cảnh sát giao thông đường thủy chặn lại và đang tạm giữ. Rất may dù việc không gây thương vong về người, tất cả hành khách đã được đưa vào bờ an toàn.